sông Pháp giới đạo tràng mười phương hiền thanh mây bao cát tường xin phần chứng giám tâm hương trí thanh pháp thân các phật tình kính lạy đức thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay là ngày 16 tháng chạp, cũng như cũng là chủ nhật, là ngày thường lễ chúng ta trao đổi về giáo pháp. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào bài giảng, nhưng trước khi đi vào bài giảng, tôi chú ý Phật tử một chút. Thì hôm qua rằm chúng ta có hỏi về vấn đề nghỉ Tết đó. Thì thật ra các sư thì không có Tết. Tết là cái rằm tháng 7, chứ Tết là Tết của ngoài đời, của Phật tử. Nhưng mà thường thường ngày Tết thì nó rộn ràng lắm. Tôi cũng biết vậy á, tôi sợ là Phật tử bận rồi không có thể đến nghe được. Thì tiếc cái bài pháp khi mình vắng một kỳ thì kỳ tới nó khó tiếp tục. Thì nó tôi hỏi coi có thể đến được hay không, hoặc là mình nghỉ. Như cô Ngọc Trường đã bắt đầu bữa nay nghỉ ăn Tết rồi đó. Tỉnh tôi 17 là không có lên, 17 tháng Giêng mới được. Thì ở đây tôi cũng lấy làm lạ là tất cả đều muốn đi nghe. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Nó vậy mà không phải vậy. Thì hôm sáng có Phật tử lễ bạch tôi là Phật tử kính sư sợ, cho nên muốn đi nghe mà nói là không nghe, mà đưa tay lên không ai dám đưa hết. Nhưng mà thật sự thì Tết ai cũng bận hết đó, người cư sĩ mà còn phải lo rước ông bà, lo bà con đến thăm, lo gì đó qua Tết mới có rảnh được. Thành ra chắc bữa đó đến ít à, không có đến đông được. Thì sư thấy sao? Tôi nói nếu vậy thì nên nghỉ. Nó nghỉ mà tại sao tôi hỏi Phật tử không ai đưa hết. Rồi tôi phải hôm qua tôi không để ý. Ý tôi hỏi là bây giờ ngồi ngược lại khái coi làm sao. Nếu ai mà không muốn đi nghe pháp, muốn đi nghe pháp, không đi nghe pháp thì đưa tay lên. Thì chắc có lẽ là không ai dám đưa. Rồi nếu ai mà thấy rằng bận rộn, nghĩa là bữa 23 mà không đi nghe pháp thì đưa tay lên. Hay là 23 mà nghe pháp thì đưa tay lên, thì chắc có lẽ là nó khác. Nhưng mà tôi sơ ý một chút, thì có Phật tử bạch vậy, thì tôi thấy thôi thì 23 mình nghỉ. Thì quý vị có thể vô quỷ lão xong quý vị về. Chứ còn nếu mà trong đây nghe pháp, cái thân ở đây mà cái tâm ở nhà thì cũng kính tôi thôi. Thì tôi thấy vậy là tôi không vui. Nghe pháp ở thân ở đây thì phải tâm ở đây. Vì tôi giảng pháp bây giờ tôi giảng 45 phút, 50 phút ha. Còn tiếng mấy là để Phật tử giảng trao đổi với tôi nghe. Thì cái đó đòi hỏi phải cái tâm ở tại đây, tức là phải có một số vốn đầy nhóc trong ai lại gia. Chúng ta làm cái gì phải làm thiệt, thà là không giảng. Thì cái giảng này là do Phật tử tha thiết thỉnh, nhất là ông Dân Toàn, ông Thiện Khánh, ông Thiện Đức, ông Dân Thái, tên là Gao Cội không à, muốn tôi tiếp tục giảng lại. Thì tôi tính là mấy ông hiểu rành hết rồi, không nói gì cho cô ông chiều sâu không rành đâu. Tôi nói kỳ này tôi giảng lại thì khó à, tức là phải trả bài mỗi người đấy. Thì xong rồi tôi mới giảng tiếp. Còn không thì thôi. Cái tánh tôi đã không làm thì thôi, mà làm phải làm cho thật.
Cái khó là chỗ đó, người Phật tử thông cảm với tôi. Thì bữa 23 nếu mình cần đi đó, thì đi cái thân ở đây, thì cái tâm ở đây. Nhưng mà theo ông Thiện Nam lại bạch với tôi đó, thì tôi thấy cũng đúng. Ôi ngoài đời tôi cũng vậy, Tết là nó rộn ràng lắm, làm như cái truyền thống. Rồi cái lòng mình nó cũng rộn rã theo. Mình không phải là thánh tăng, chỉ là vô đây là tôi tu mới thật là đây thôi. Chứ hồi xưa tôi cũng còn thân ở trong đạo, chứ mà Tết tới tôi cũng còn rối rộn mừng đó. Nhớ lại những kỷ niệm xưa, cái luân hồi sinh tử là những kỷ niệm xưa. Thành trong này tăng chúng cũng có nhiều vị là còn muốn về nhà nữa đó, chứ không phải là không. Tôi bây giờ thì tôi tỉnh queo rồi, nó lâu năm rồi, bốn mấy năm rồi. Rồi mới xuất gia cũng vậy, cái Tết nó rộn ràng không nói gì, tới cái tự tứ rằm tháng 7 nó cũng rộn rã nữa. Mong quý sư về gặp nhau. Bây giờ nó cũng nhàm chán rồi, cái Tết nào tôi cũng không thích hết đó, mà lợi sợ nữa. Tết ngoài đời thêm một tuổi đời, nó già rồi mà cái tâm nó không già. Rồi bây giờ xuất gia lên một tuổi đạo rằm tháng 7 thì cái tâm nó cũng trẻ hơn xưa nữa, nó sống lại cái thời tuổi trẻ. Thì tôi lo đấy, không biết khi nào tôi rớt cái bịch đây. Rồi Phật tử thì bây giờ quá kính tôi. Tôi nói dùng chữ quá kính chứ không phải là kính, mà quá kính. Quá kính, quá thương tôi, thành ra hại tôi. Cuộc đời tôi chưa bây giờ mà tôi hưởng thụ sung sướng như bây giờ. Mà tôi nói tọa thọ thực thì sân băng, tôi bây giờ cũng như què rồi. Tôi đi xa không được, nó thường hay điều khiển cái đầu, điều khiển cái chân không được. Ở đây là Phật tử lo quá trời đi. Ăn cơm thì tôi cũng nói hoài, quý sư là một người khất sĩ, mà theo sư trưởng định nghĩa cho khất sĩ đó là xin ăn tu học, một người ăn xin chứ chưa phải là thầy giáo. Mà quý vị là cha mẹ của người học trò thì nuôi học trò làm sao cho nó đậu thành thầy giáo. Mà nếu lo cho nó sung sướng quá, nó ăn rồi nó ngủ như con ột vậy, thì nghĩa là không mong gì có ông thầy đâu. Ông thầy sẽ xa đọa. Thường thường tôi nói tọa thực thì sơn băng. Khất sĩ theo sư trưởng là phải đi hành tứ y pháp, không có ở tịnh xá. Tịnh xá để dành cho người già và người bệnh, chứ người trẻ là không được ở tịnh xá. Rồi bây giờ tôi ở tịnh xá về đây gần 30 năm rồi, không có đi đâu. Năm 83 tới nay ngồi tôi ăn hút không à, bây giờ lại sung sướng hơn. Đây tôi còn đi bác, bây giờ từ mấy tháng nay tôi không có đi bác nữa. Có mấy lần nữa ông đi bác cũng không ra đi bác, tôi không có đi xa được. Ông có bác ra khỏi tỉnh xá chưa tới chùa Phước Hòa là đầy nhóc rồi. Rồi cuối cùng tôi phải ngồi nhã trả đi, trở vô mấy cái huyện xa chưa ai biết. Nhưng mà tưởng chưa ai biết, bây giờ tôi cũng biết hết à. Phật tử đem đĩa dữ của tôi tràn vô trong đó hết. Ra hỏi sư phải sư Khang không sư? Tôi nói phải, sao bà biết? Đĩa sư ở trong nhà con một đống mà. Sư để đứng lại con để bác. Mà ở huyện ta để bác là một hai người rồi đầy nhóc à, năn nỉ cũng không được. Mình ta lâu lâu gặp một lần mà tôi nói tôi đi vô đây là người một ít thôi. Nói chừng nào sư mới vô đây nữa. Thì gặp sư, sư phải cho con để cho đầy thôi. Mấy người lạ thì mà nói gì nói, nhất là mấy ông Thiện Nam. Người nữ thì còn dễ từ chối, còn người nam thì khó nói, rồi nó bỏ nó đi về à, thì mình cũng phải chịu thôi. Cho nên tôi thấy là ở đây bây giờ tôi là con cưng, không có đi bác được. Học trò mà cưng quá nó hư. Mà tôi đâu có đắc quả đâu, tôi đang tu mà, đang cầu đạo quả. Thì tôi yêu cầu Phật tử phải cố gắng giữ giới dùm cho các sư. Giúp ăn thì giúp vừa phải thôi. Ăn thì đúng là theo trong luật đó, là một món canh với món đồ mặn thôi. Ngày bữa nào cũng 4, 5 món, 5, 6 món. Mà Tết tới người ta ngoài dịch gà chết chết, quý sư ăn rồi chết chết. Đồ dầu, đồ chiên, đồ xào, curry, rồi lagu, bữa nay bánh xèo. Ăn cho đã luôn. Để rồi quý sư tiêu hết, không còn gì hết đó. Vừa vừa thôi. Phật tử ở ngoài không dám ăn. Tôi đâu biết á, có nhiều Phật tử khá có tiền mà không dám ăn. Đem vô cúng dường. Cúng dường có phước.
thì dĩ nhiên là cúng dường có phước rồi. Mà tôi không chủ trương phước, ví dụ phải nói cho đó. Cái phước là cái phương tiện, cái bàn đạp thôi. Dừng ở chỗ đó thì quý vị sẽ giàu có, giàu sang, quan quyền, vua chúa, sự sung sướng, thanh nhàn của cõi trời. Quý vị thích cõi trời không? Luôn luôn võ đế vừa vào đề ra tôi đã giảng rồi. Vì đặt đa là không bao giờ chấp nhận cõi trời. Đó là phước báo nhân thiên hữu lậu thôi, có hưởng thì có hết. Thì phải có trí huệ, phải hiểu được pháp lý. Hiểu pháp lý mà đệ nhất nghĩa thánh đế là Bát Nhã đấy. Mà Bồ Đề Đạt Ma còn không chấp nhận mà. Bệ hạ hiểu là hiểu trên vấn đề dân tự thôi, mà nghe nga pháp thôi. Nhưng bệ hạ có sống được hay không? Mà sống không được là bởi vì luôn luôn là ngài chấp ngã. Đem ra khoe 72 kiển chùa, 3.000 tăng gì đó. Bệ Đạt Ma cái đó không phải. Rồi khoe là tôi cũng biết Bát Nhã, tôi biết đệ nhất nghĩa thánh đế. Mà biết mà khoe mình thì tức là không biết. Tôi nói là thùng không thì kêu lớn, mà thùng đầy thì nó không có kêu. Tức là khoe để tôi biết để như thánh đế, tức là không biết thánh đế là cái gì hết. Rồi lại so sánh giữa Bồ Đạt Ma với ổng, thánh thần với phàm. Bồ Đạt Ma là thánh, là tôi là phàm. Vì chứ Đề Đạt Ma hồi xưa không phải là phàm sao? Ai không là thánh, ai là không có Phật tánh. Thành ra cứ so sánh, cứ lấy tư tưởng mà đi vào Bát Nhã thì làm sao hiểu Bát Nhã được. Thì tôi thấy cái đó, tôi muốn đọc cái bài đó để quý vị thấy Luân Võ Đế là chính là quý vị đấy. Quý vị làm phước bây giờ cầu phước không? Tôi thì tôi muốn qua cái Bát Nhã. Đến tôi thì hỏi chuyện gì đâu không à. Mà hãy tôi kéo qua cái Bát Nhã pháp lý ăn chay thì rút. Như hôm qua có cô gì tỉnh là cũng vậy. Tôi tưởng chuyện gì quan trọng, tưởng đâu cô tu có kẻ pháp. Thì cô muốn nhờ tôi thì tôi cũng chấp nhận bữa nay trả lời. Mà vô đem chuyện gia đình là nhờ tôi xử. Tôi là sợ cái đó rồi. Mà không phải xử. Mà chính nhờ cái đức tôi đặng là cất chùa. Tôi nói trời ơi, tôi cái tỉnh xá tôi còn lo không xong. Mà tôi còn tỉnh xá tùm lum mà tôi dạy quý sư được không xong. Mà tôi có một ông đệ tử ruột mà tôi dạy không được nữa. Là tôi lo đâu nữa bây giờ. Thì tôi có nguyện tôi đó, tôi nói thật rồi, rồi vô tôi xuất gia tôi biết rồi. Cái khó nhất đó là trụ trì. Cái khó thứ nhì là thâu đệ tử. Nếu mình chưa đắc quả la hán, tôi phát nguyện như vậy. Nếu có đắc quả la hán thì tôi mới làm trụ trì, mới thâu đệ tử. Còn nếu ngoài ra là ngoài ý muốn tôi, thì bây giờ ngoài ý muốn. Bây giờ tôi lo. Bây giờ nghe tôi giảng thì tôi cha sư đắc quả rồi. Giờ toàn là Phật Bà là thọ ký cho tôi không à. Cái sư giữ giới kỹ quá. Tôi từng thấy ai giữ giới chính chắn như vậy. Sư giảng pháp rất là rõ. Như vậy là sư phải có chứng đắc. Tôi kẹt rồi, tôi nói bây giờ một người mà lội chưa nổi có cái phao, với một người lội không cần phao, thì người nào mới biết lội? Nổi mà nếu còn phao thì là không biết lội rồi, mới là còn phao. Bỏ cái phao thành trọng liệt. Như vậy người còn ôm cái phao với lực là người đó chưa đắc có giới đâu. Ta đắc giới người ta không cần giữ nữa. Người ta với giới là một. Mọi người còn gần sắc, còn sợ, gần tiền, còn đấm rừng, gần sắc, còn đấm rừng tiền, còn tham, uống rượu, còn sai, mà giữ giới được kèo quay. Mới bỏ ra thì là phạm liệt. Thì người đó đâu phải hay gì đâu. Nhưng mà ông có ý chí ông mạnh, ông cố gắng ông giữ cho nó đúng, cho nó trong sạch. Thì tôi coi trong cái quyển mà kinh ấy tôi bắt trước theo cái ông thanh niên, ông chị tỳ kheo đó. Tu thì có ở trong thôn quê, ông có cái giường bên kia có một cô. Cô gái quá chồng, tức là chồng chết đó. Thì ở trong quê mà cổ cất cái giường bển. Thì một đêm mưa gió lớn thì cái nhà cổ sập. Thì cô phải qua cái chàng trẻ này, chàng trai này để mà xin tá túc. Đêm mưa gió 11, 12 giờ khuya mà cái sập nhà mưa vậy rồi làm sao chịu nổi, nó lạnh rung hết. Thì cô qua gõ cửa nhờ cái ông này cho ở trạm ngủ. Ông thanh niên này nó không có được.
Cô nói bây giờ lạnh như vậy mà 12 giờ khuya mà tôi tới sáng là tôi chết rồi, ông không phạm giới sao, không tội sao? Nói là cô là gái còn trẻ, tôi là thanh niên chưa có gia đình. Bây giờ cho ông cô vô đây rồi tôi giữ cái tâm tôi không được thì làm sao mà tôi trong sạch cuộc đời tôi có bao nhiêu thôi. Nói sao anh không bắt chước Liễu Hạ Huệ? Liễu Hạ Huệ là ôm người con gái vào lòng mà không động tâm, không mang tai tiếng gì hết. Cô nói gì sai? Liễu Hạ Huệ là Liễu Hạ Huệ, còn tôi là tôi chứ. Tôi không có được đắc quả, không có được cái tâm mà bất động như Liễu Hạ Huệ. Nhưng mà tôi không cho cô vô thì tôi cũng kết quả giống Liễu Hạ Huệ, tôi cũng trong sạch tôi. Người mà người ta lợi giỏi, người ta không cần dối, người ta trong sạch. Bây giờ tôi lợi dở, người ta ôm cái phao, tôi cũng vẫn trong sạch. Ngài là con thỏ, ngài bước dài bước tới, tôi là con rùa, tôi bò mãi. Thì tôi cứ rùa, tôi bò mà tôi cũng đến, hai người cũng đến mục đích như nhau. Nhưng mà cái phương tiện thì phải khác nhau chứ. Tôi đâu phải là ngài, mà ngài cũng không phải là tôi. Nhưng mà mình phải biết mình ở đâu. Mình có mục đích là đi tới Niết Bàn, đi tới trong sạch. Mà trong sạch là mình lánh mình trong sạch. Còn người ta ở trong đó mà ta vẫn trong sạch thì tất nhiên người ta cao hết. Mà cao thấp mặc kệ, miễn là ngài thành Phật tôi cũng thành Phật. Thì quý vị nên nhớ cái đó, cái quan trọng là phải biết mình, biết mình ở đâu. Nếu mình còn thấp mà rối rôm thì phải theo phần rối rôm. Hồi đó tôi thường ở ẩn, không muốn danh tiếng gì hết. Rồi tôi kẹt, bây giờ quý hòa thượng ở trên rầy tôi hoài. Sư thì nên nói là sư đã đắc ra hán, sư mới làm trụ trì, sư mới nhận đệ tử. Nếu mà tôi đâu có dám ai mà tự xưng mà đắc la hán. Mà nếu ai cũng vậy làm sao bữa nay sư xuất gia được. Thì tôi cũng đâu có ai đắc đâu. Thì cũng phải đánh mắt nhận sư thôi. Rồi cũng giảng cho tôi có dám nói đắc quả la hán đâu. Thì chỉ dạy cho sư cái kinh nghiệm của mình. Thì bây giờ sư cũng theo kinh nghiệm. Thì thôi đệ tử sư cũng nói là kinh nghiệm sư trao đổi với nó. Cho nó làm cái chất liệu để nó có xét. Và đối với Phật tử cũng vậy. Mình nói tôi đâu có dám nói tôi là sư hay tôi là hòa thượng gì đâu. Tôi nói chuyện tôi là tôi xưng tôi không à. Mà tôi thì thích ở ẩn lánh. Mà quý vị cứ nắm cái đuôi tôi kéo ra thì cho tôi ở yên đi. Quý vị muốn sao những cái bài giảng của tôi lợi thì cứ sáu đó, tôi có nói gì đâu. Mà đừng có để hòa thượng dắt kháng chị. Nó tên xuống nó kiếm rồi mà tôi xả giao nhiều quá, tôi dính mắt rồi tôi rớt làm sao. Tôi đâu phải là thánh. Như vậy là giữ kỹ, đâu phải là bởi vì mình gần sắc, mình đắm gần tiền, mình ham thì mình phải tránh sắc rắc, tránh xa tiền. Nhưng phải nhớ chỗ đó. Rồi quý vị cứ kéo tôi ra ngoài tội nghiệp cho tôi. Nhưng mà tôi đọc tới cái đoạn mà sầu cũ hứa do hôm qua tôi kể đó thì tôi hơi xấu hổ. Ông vua ông xuống thỉnh Hứa Do mấy lần, ba lần. Hứa Do bực quá mới đi ra dòng sông rửa cái lỗ tai. Là không muốn nghe những cái lời đó là lời mà danh lợi nữa. Ông vua này ông là người tốt, vua Nghiêu à, Nghiêu vua Thứng vậy đó. Là ông vua nổi tiếng nhất trên tàu. Con cả đống mà không truyền ngôi cho con, vì không có đứa nào xứng đáng muốn người hiền. Nghĩ tới tất cả người dân, muốn lựa một người hiền minh vua. Con mình không đủ khả năng, không đủ đức, không truyền cho con. Thế mà lời thỉnh ba lần, lần thứ nhất, thứ nhì, cũng từ lần thứ ba từ chối, ông bỏ ra. Rồi ông nghĩ cái lỗ tai nghe cái lời danh lợi đó dơ, ông ra ông rửa. Thì sào cũ này mới ra dắt con trâu ra uống nước. Uống nước sông Tương. Thì ông mới hỏi thấy ông này sao mà ra rửa cái lỗ tai. Ông nói là tôi, ông vừa thỉnh tôi ba lần, tôi không muốn nghe những danh lợi đó nữa mà ông cứ đến hoài. Thì cái đó là cái dơ giấy tôi rửa. Hứa Do mới dắt trâu đi lên dòng nước. Hỏi sao ngài dắt trâu đi đâu, nó uống nước. Sao không uống đây? Nói đó là dưới nước rửa tay của ngài nó dơ lắm, tôi dắt lên trên dòng. Thì hồi xưa chúng ta thấy người trung trực. Thì ông Sào Phủ mới nói một câu mà tôi thấy đạo. Ngài là người hiền sĩ ẩn danh. Mà ẩn làm sao mà tới nhà vua biết.
Nếu thật sự là người hiền sĩ ẩn danh thì nhà vua làm sao biết được? Mà ngài làm sao tới nhà vua biết được thì ngài đâu phải là chánh ảnh dân. Thì câu đó tôi nghĩ tôi đau. Mình đã ẩn đã trốn rồi, tại sao người ta biết mà ta lố, người ta lòi cái, ta kéo cái đuôi mình ra. Thì tất nhiên cái đầu voi, đầu mình là đầu voi mà cái đuôi là cái đuôi chuột, nó lòi cái đuôi chuột ra. Thì bây giờ biết làm sao, tôi cũng đâu phải thánh tăng. Mặc dù tôi ẩn cho tôi cũng còn một cái háo danh, nó ló cái háo danh, thành ra người ta mới kéo ra được. Thì quý vị cũng thông cảm là tôi là phàm tăng, tôi đã nói rồi tôi có đắc thánh đâu, nhưng mà tôi muốn bắt chước bậc thánh. Tôi muốn là cái kiếp này làm sao tôi đắc thánh quả. Mà hãy còn muốn là còn tham vọng, còn vọng tâm, còn cái ý chí mạnh, mà ý chí thì không thành Phật. Vì nó nhớ cái đau đớn nhất của đạo Phật là cái chỗ đó. Không ý chí là không thành công cái gì hết. Chế tâm nhất xứ là vô sự bất thành. Tập trung kỹ mạnh lâu sâu thì cái gì cũng làm được hết. Tôi nghe câu đó tôi mừng quá. Giờ mình ý chí càng mạnh mình làm bất cứ cái gì cũng được. Nhưng mà sao qua tới Đức Phật giảng, cái ý chí tức là cái mạnh mẽ của kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm dồi dào. Một người thông minh, một nhà bác học, một vị tiến sĩ, mấy cái này là không bao giờ thành Phật được. Nó chướng ngại trên con đường giải thoát, kêu là sở tri chướng. Các con phải dứt cái mũi cuối cùng này, các con mới qua Bát Nhã Phật tánh được. Rồi ngài còn ví dụ rằng nữa, cũng như cái dòng nước vậy. Dòng nước nó là cái linh hồn bất sanh bất diệt. Thật sự là nó là ai lại ra thôi, nó là chuyển biến sắc na, thế giới sắc na. Rồi cái gió bát phong là tham sân si đó, nó mượn cái dòng nước này nó nổi lên sóng. Thì sóng tức là sóng sắc, sóng thọ, sóng tưởng, sóng hành, sóng thức. Mà sóng thì đâu phải là dòng nước, mà sóng không khác với dòng nước. Dòng nước sát na linh hồn thì luôn luôn nó trôi chảy, mà nó không có tướng. Mà khi đã có tham sân si thì chính cái tham sân si là gió, gió bát phong, sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ, mới làm cho cái mượn cái dòng nước này để tạo ra sắc thọ tưởng hành thức. Khi sống với dòng nước là một là sai, là hai là trật. Cái chỗ khó là chỗ đó. Mà các con chính là dòng nước chứ không phải là sống. Sắc thân không phải là ta của ta, cảm giác không phải, tư tưởng không phải, ý chí không phải, kinh nghiệm kiến thức cũng không phải. Tất cả đều che mất cái dòng nước linh hồn. Bây giờ làm sao từ cái sống sắc thọ tưởng hành thức mà đi tìm dòng nước, làm sao tìm được? Sắc thọ tưởng hành thức là nó chuyển biến theo chu kỳ, nó phải có điều kiện, nó duyên sinh nhau. Mà nói nó là nhân quả thì cũng không đúng. Mà cũng như cái nhận thức và đối tượng nhận thức vô thường và vô ngã, thì thường thường mà nói vô thường, vô ngã, mình nói là cái kiến phần, cái nhận thức của tôi với đối tượng nhận thức là một là sai, mà hai cũng là trật. Cái đó là hiện tượng giới đây. Vì tôi biết đây là cái máy, thì cái biết của tôi đó là nhận thức, cái máy là đối tượng nhận thức. Thì thí dụ như là cái máy, hay tôi nói cái âm thanh đi, bây giờ quý vị trả bài cho tôi, quý vị nói trả bài thì cái tiếng quý vị sẽ đến với cái lỗ tai của tôi. Thì cái tiếng đó là thinh trần, mà cái lỗ tai của tôi nghe đó là nhĩ thức. Thì do duyên lỗ tai, duyên khởi với thinh trần phát hiện nhĩ thức. Thì thường thường đó, khoa học nói cái âm thanh
nó đến như cái lỗ tai thì mới phát hiện ra cái nhĩ thức. Mà âm thanh thì nó chuyển biến 344 thước trong một giờ. Còn cái thinh trần, cái nhĩ thức đó, nó thường thời kêu, chúng ta kêu là cái thức là cái hiểu biết, thì nó chuyển biến tới 300.000 cây số giây, nó giống như ánh sáng. Mà chúng ta thì kêu là thần quang đó, trong ấy là thần quang, tức là cái hiểu biết, cái nhận thức nó đến với đối tượng nhận thức. Còn khoa học thì đối tượng nhận thức đến với cái thần quang, tức là nghe một tiếng nói thì cái tiếng nói đó nó ba động, nó chuyển biến như cái lượng sóng trong không gian, nó đến cái lỗ tai, rồi lỗ tai mới nhận biết nó. Thì theo khoa học giảng á, cái gì khoa học thì biết. Còn các vị ngoại đạo đó, mấy ông tiên đó thì cao hơn, bị khoa học nó không thấy cái thần quan này, tức là cái nhĩ thức nó chuyển biến sao các ngài không thấy được. Các ngài chỉ thấy có làn sóng ba động của âm thanh thôi. Còn cái thần quan, tức là cái nhĩ thức đó, cái tâm biết đó, nó chuyển biến nhanh hơn, nó gần như tốc độ ánh sáng 300.000 cây số giây. Một giây mà 300.000 cây số. Còn cái kia 344 thước trong một giờ. Thì tất nhiên là cái thần quan, cái nhãn thức, cái nhĩ thức này phải đến để mà ôm tròn lấy cái âm thanh chứ. Như vậy thì ngoại đạo nó cao hơn khoa học. Thành ra trong Thủy Lăng Nghiêm thường nói ngoại đạo là mấy ông tiên, trung giới và thượng giới. Còn mấy nhà bác học bây giờ là tiên hạ giới. Hạ giới tức là cõi dục, mà trung giới là cõi sắc, thượng giới là cõi vô sắc. Thì mấy ông tiên ở trên này người ta cao hơn. Ví dụ quý vị là ông địa tiên đó, quý vị muốn biết mấy người ở ngoại quốc thì có cái điện thoại di động mới bấm đúng rồi quý vị nói chuyện với nhau. Còn mấy ông tiên tao không cần cái đó. Tôi muốn nói chuyện ở đây, tôi nhập định, tôi dùng tư tưởng, tôi phóng qua một cái núi ở Hy Mã Lạp Sơn thì ở trên ở bến nó cũng có cái ngồi cái thần quan, nó phóng qua hai người nói chuyện bằng tư tưởng, không có xài cái bủ bối nữa. Còn quý vị đâu phải cần bủ bối. Thành ra mấy ông tiên ta cao hơn. Người ta muốn trị bệnh, quý vị người ta nhìn thẳng vào trong cơ thể, người ta thấy được ở trên các cơ quan của mình. Còn bây giờ mình phải chụp quan tiếng ít này kia, rồi cái máy nó đưa cho mình biết bệnh gì, nó không có chính xác, có khi lại sai nữa. Rồi quý vị muốn biết là lên đó thử máu, nhưng mà lộn một cái là chết luôn. Thì hai cái nó cao, nhưng mà qua đạo Phật hai cái đều sai hết. Chúng ta thấy đạo Phật độc đạo, ông Phật độc đạo. Thì mình nói có nhận thức, có đối tượng nhận thức. Nhận thức là vô thường, đối tượng là vô ngã. Thành có vô thường vô ngã rất là quan trọng. Vô thường vô ngã là nền tảng của tất cả mọi tôn giáo, nền tảng của tất cả mọi nhận thức. Thì vô thường là nhận thức, vô ngã là đối tượng nhận thức. Vô thường là thời gian, vô ngã nghiêng về không gian. Nhưng mà không gian, thời gian không phải là hai, mà cũng không phải là một. Thì khoa học là không gian đến với thời gian, còn mấy người tiên là thời gian nó phóng qua, nó ôm tròn lấy không gian. Nhưng mà giới đạo Phật, không gian và thời gian cũng phát hiện từ tự chứng Phật, tức là từ cái dòng nước linh hồn. Thì không có cái nào trước, không có cái nào sau, hai cái cùng phát hiện một lượt. Hay cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Chứ không có cái nào trước, cái nào sau. Nhưng mà do cái sự chuyển động thì hai cái nó phải khác thôi. Chứ nhận thức và đối tượng nhận thức thì phát hiện từ từ dòng nước của linh hồn. Thế là hai cái có một thôi. Cũng như bây giờ chúng ta nghe cái tiếng sét, khi mà âm, điện âm, điện dương nó gặp nhau, nó chốt một cái rồi,
thì chúng ta thấy cái làng chốt nó đến với chúng ta liền. Nhưng mà 2, 3 phút, 4, 5 phút sau mới có tiếng nổ. Tại sao vậy? Thì âm dương nó hợp nhau là có tiếng nổ liền. Thì có hai cái đụng nhau nó xẹt ra cái lửa thì tiếng nổ có lúc đó luôn. Nhưng mà cái làng chốt đi rất mau, chúng ta thấy cái chốt rồi mà tiếng nổ chưa đến lỗ tai mình. Nhưng mà hai cái cũng phát hiện một lượt. Nhưng mà cái làng chốt 300.000 cây số vậy, tốc độ ánh sáng. Còn cái tiếng nổ là tốc độ của âm thanh. Thì nó đi trong 344 thước trong một giờ. Một giờ mà có 344 thước, cái kia một giây mà 300.000 cây số, thì quý vị nhân lên thì thấy nó lẹ như thế nào. Thành đó khoa học thì nói là cái tiếng nổ âm thanh đến như cái lỗ tai, lỗ tai phóng ra nhận thức nó. Rồi mấy cái nhà tiên thì nói không phải, nhận thức nó đi mau hơn, cái ánh sáng đi mau hơn, ánh sáng nó phóng ra nó trùm lấy cái tiếng nổ. Còn Đức Phật nó hơi không có nào tới trước cái nào hết đó. Hai cái đều duyên khởi từ A-lại-da, tức là từ cái linh hồn. Cái linh hồn là cái dòng nước. Khi nó phát hiện ra âm thanh, nhãn thức, nhĩ thức, thì cái nhận thức và đối tượng nhận thức cùng phát hiện một lượt. Nhưng mà đối tượng nhận thức nó thuộc về không gian, nó chuyển biến chậm. Rồi nhận thức nó thuộc về thời gian, cho nên nó chuyển biến nhanh. Nhanh thì nó tới, nó ôm choàng lấy cái đối tượng nhận thức. Thì sự thật là chỉ có nhận thức thôi. Tức là không gian và thời gian là sai lầm. Không gian và thời gian, khi mà cái không gian quá giải vào thời gian thì thành ra đạo Phật, thành ra cái dòng nước. Thành ra làm sao cho cái dòng nước đó im lặng, đừng có thô tháo nữa. Nó chảy chậm lên, nó còn lăng tăng. Thì cái linh hồn, cái chân tâm bắt đầu hiện ra thôi. Cái chỗ đó là cái chỗ đau đớn nhất của 62 tôn giáo bạn. Không tìm thấy. Dùng cái tư tưởng, dùng cái nhận thức, đối tượng nhận thức để đi tìm cái chân tâm, ngàn năm bây giờ cũng không tìm tới. Càng học hỏi, càng kinh nghiệm, càng kiến thức, càng vô giao, thì những cái lớp mây này che cái mặt trời mất. Không thể, không có phương pháp, không có cách thức nào để mà đi tới chân tâm. Như vậy phải làm sao? Phải làm sao là tìm một phương pháp nữa thì nó kẹt. Muốn đi đến chân tâm mà làm sao cho những cái vọng tâm nó im bặt bớt. Cái dòng nước mà nó nổi sóng động như là sao động vậy thì cái lượng sóng nó che mất hết. Nhưng mà dòng nước ở đâu? Ở ngay trong đó. Tôi chỉ thấy cái sóng thôi. Thì dòng nước nằm ngay trong sóng. Vậy thì dòng nước là có tướng không? Tướng thật kêu đó là sóng. Thật sự cái dòng nước là không có tướng. Nhưng mà cái dòng tâm nó mượn dòng nước, nó tạo ra cái tướng. Thì cái đó là huyễn quá, không có. Thật sự dòng nước nó chỉ là một cái đường chảy vậy thôi. Thành ra muốn tìm thấy cái dòng nước chân tâm thì cái sóng phải bớt xuống. Tức là dùng tư tưởng thiện mà đè tư tưởng ác xuống. Đè rồi thì nó ẩn thôi, nhưng mà khi nó còn cái tư tưởng thiện nó lăng tăng, thì nếu quý vị mà trăn trở cần chấp nhận nữa thì quý vị sẽ thấy cái dòng nước hiện trong đó. Ngay cái sống mà di tế, sống thiện thì quý vị trực nhận cái dòng nước dễ dàng. Còn cái sống ác là cái sống nó lên cao, nó đủ hình tướng ma quái hết, thì quý vị thấy hình tướng ma quái chứ không bao giờ thấy cái dòng nước được. Thành ra chúng ta phải dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu. Đuổi là đè nó xuống để cho nó đừng có nổi sóng, đừng có ba động nữa, đừng có sóng thần nữa. Nó lặng lẽ xuống thì quý vị thấy cái dòng nước chảy lăng tăng nhỏ, thì đó là dòng nước. Đây là chân tâm. Nhưng mà cái lăng tăng đó không phải, nó cũng còn là sóng đấy. Nhưng quý vị nhận cái dòng nước chân tâm dễ dàng, thì cái dòng nước chân tâm tự nó hiện đến cho mình, không thể đi tìm nó. Đó là cái độc đáo
của đạo Phật mà ngoại đạo không tìm được. Cứ làm sao để đi đến Niết Bàn, mà làm sao thì không đi đến được. Thành ra cái bài của Phú Lầu Na mà giảng đó là độc đáo. Tôi chưa giảng tới nữa mà tôi bắt bị giảng mà chưa ai giảng được hết. Do giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đây là tu theo người trời không? Giới thanh tịnh giữ giới cho kỹ, rồi niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi cần niệm Phật, đây mới là tâm thanh tịnh. Mà thanh tịnh yếu thôi à. Rồi tới khỏi cần niệm Phật, chìm đắm trên tiếng niệm mất thân nữa, thì đây là qua tam thiền tứ thiền thì càng thanh tịnh thêm. Mà qua thứ tứ không là quá xá rồi, bây giờ quá xá thanh tịnh rồi. Thành đã từ nhị thiền mà trăn trở nữa, thì cái tư tưởng bởi vì đạo giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Thì đạo là tư tưởng thiện, mà phi đạo là tư tưởng ác, có vậy thôi. Mà từ cái phi đạo gì nhận lại cái dòng nước không bao giờ nhận được. Thành ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, mặc dầu vẫn có dòng nước chân tâm mà đỉnh diễn đời đời không nhận được. Quý vị phải lấy cái đạo đè cái phi đạo xuống. Tới chừng nào cái phi đạo không còn, cái tư tưởng ác không còn, chỉ còn đạo tri kiến không, tức là còn tư tưởng thiện không, thì tự nhiên quý vị sẽ thấy cái dòng nước chân tâm tự nó đến với mình, cho mình không thể đi tìm nó. Khi mà cái tâm mình đã lặng bớt rồi, chỉ có cách đó thôi. Thành ra đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là tiến tới đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo tri kiến thanh tịnh là đến tới trực nhận hoàn toàn. Thì bây giờ cầu cho đạo phi đạo gì cũng là tri kiến thanh tịnh hết. Đây không còn tu nữa thì tri kiến thanh tịnh tức là quá la hán. Mà các ngài vô đó các ngài sợ, các ngài trốn luôn, không dám ra. Như ra thì thấy đạo phi đạo nữa, thì phải trực nhận nữa. Thành đã trốn ở Niết Bàn, vô tri kiến thanh tịnh nằm ở trong đó. Thành ra Sa Lợi Phất mới hỏi tới đây thì phải cái cuối cùng của Niết Bàn không? Ngài nói không đâu, đây là tri kiến thanh tịnh là của A-la-hán thôi. Không còn dám đạo, không còn dám phi đạo, tư tưởng thiện, tư tưởng ác, còn chạy trốn nó, tam giới chạy trốn nó, ở trong tri kiến lặng lẽ thôi. Thì Ngài nói phải vô thủ trước bát Niết Bàn, trở lại đạo, trở lại phi đạo, mà thấy đạo và phi đạo đều là tri kiến thanh tịnh hết. Thành ra trong cái bài mà của sư trưởng đó, cái bài ý đó, thì Ngài có một hai câu thật là hay. Tâm không thì vạn sự đều không. Tâm không là người cũng không, đối tượng cũng không, mà phải pháp môn cũng không, tam luân không tịch, thì tất cả tam giới đều chân không hết, không có cái gì hết. Cái chỗ mà cô ở chợ mới hỏi tôi đó, cô nói sư hỏi ba cái được không hết, thì con niệm Phật cũng không, mà thế giới A Di Đà cũng không, mà pháp môn niệm Phật cũng không, thì bây giờ con tu làm cái gì? Từ nay con thấy không có niệm Phật được nữa. Có đâu có con mà niệm, mà đâu có pháp môn tịnh độ mà niệm, mà đâu có cõi Phật mà niệm. Từ nay con niệm không được là tại sư đó. Sư nói cái nào cũng không hết. Tôi nói trời ơi, tội nghiệp tôi chứ. Tôi có giảng mà tôi có nói chứ. Cái không của địa ngục khác, còn cái không của chân không của A-la-hán khác. Chân không A-la-hán là phải phát Bồ Đề Tâm trở về mới kêu là diệu hữu. Cái cô vợ trời ơi, có điện thoại cho anh Thiện Đức. Cô nói là bây giờ tôi phải giảng qua điện thoại di động cho cô. Tôi nói tôi không có làm được. Không thì sư giết thôi cho con. Tôi nói cái này còn khó nữa. Rồi ấy thì sư cho con gặp mặt, sư cho Thiện Đức điện cho con, thì con xuống liền lập tức. Bữa trước là bữa sau con xuống tận Trà Vinh, sư giảng riêng cho con. Tôi nói cũng không được, không cái nào được hết. Tôi nói bây giờ làm sao, sư làm sao giúp đỡ con. Bây giờ con không thể tu được. Con thấy là không có con, thì chính là sư nói. Mà không có cõi cực lạc nữa, là chân không, đối tượng không khó, mà không có cái pháp môn niệm Phật nữa. Như vậy bây giờ con làm sao đấy? Tôi nói chết. Rồi tôi ngồi thiền hoài, tôi nghĩ bây giờ mình bỏ thì không đành.
Mà giảng thì làm sao mình không muốn tiếp xúc nữa. Di động thì mình không từng nói, mà đối diện tiếp viên cổ thì sức khỏe mình không có. Mà viết thơ thì tôi bây giờ tực, mà tôi không có viết cái gì được nữa hết. Thì thôi nghĩ là có thể giảng pháp, giảng chung cho khắp hội. Rồi cái đĩa đó có gì có nghe lại. Thành ra tôi có trả lời câu đó, không biết cái đĩa nào đó. Rồi thì bữa nay tôi nhắc Phật tử là lâu lâu tôi đi sâu một chút. Thành ra cái tiếng mà đến với cái lỗ tai thì nó đúng, mà không có chỉnh lắm, không có toàn diện. Rồi cái âm thanh, cái lỗ tai, tức là cái nhận thức mà đến với đối tượng nhận thức thì cái này cao hơn, nhưng mà cũng không có toàn vẹn. Cái này là của mấy ông tiên cõi trời sắc giới vô sắc. Còn mà cái âm thanh đến lỗ tai bây giờ khoa học đang giảng có đó đấy. Mà cái đó cũng khó hiểu à. Sau khi tôi hiểu rồi thì giảng cái đó thì mấy nhà khoa học khoái, mấy ông giáo sư sinh viên này kia là thích lắm. Nhưng mà nó cái kẽ hở lớn quá. Rồi qua tới coi coi Phật giáo rồi tôi thấy duy thức là nhận thức đối tượng nhận thức là kiến phần và tướng phần đều phát hiện từ tự chứng phần. Tự chứng phần là gì? Tức là cái linh hồn của chúng ta, tức là cái chân tâm. Nhưng mà qua Thủ Lăng Nghiêm nó còn thêm một cái nhức đầu nữa. Vì tôi nó đọc nó khổ lắm. Tôi đòi hỏi quý vị phải ngồi thiền. Tôi nói thật sự là năn nỉ mà bắt buộc. Thì tôi thường hay dùng cái đó. Nếu năn nỉ thì quý vị là không làm thôi. Nhưng mà tôi bắt buộc, nếu không làm là nghỉ thôi. Chúng ta không học được. Tôi là khổ tâm tôi nghiền ngẫm mà. Thì vô sư trí là do mình ngồi hoài, ngồi mãi mà phải có giáo pháp à. Chứ ngồi viết là thành cục đá đó. À, thì phải có giáo pháp. Thì chúng ta thấy Đức Phật, cái A Nan mà Đức Phật hỏi về cái chân tâm đó, thì mấy lần thất xứ trừng tâm ngày bác hết. Mà cái bác độc đáo nhất của Thủ Lăng Nghiêm đó là nhân duyên, nhân quả. Nhân quả cũng sai luôn, ngày bác luôn nhân quả. Bảy lần trong đó có một lần nhân quả. Mà ngài bác tài tình nha, tôi coi tới coi lui, tôi học thuộc lòng để tôi nói, mà nói không được, không có nói được, nó khó nói lắm. Thành ra bên Nam Tông đó không chấp nhận Thủ Lăng Nghiêm. Đó là cái kinh ngoại đạo đã phá, bên Nam Tông đã phá cái luật nhân quả. Mà nếu không có nhân quả thì không có cuộc đời này. Mà tại sao Đức Phật dám bác nhân quả? Như vậy là ngoại đạo, chứ kinh này không phải kinh của Phật. Thành ra trong kinh A Di Đà nói sau này kinh Thủ Lăng Nghiêm bị diệt trước hả thầy? Mà nếu không đưa cái đó thì làm sao đưa tới chân tâm? Thầm là nói là 12 nhân quả thì sai, phải nói là thập nhị duyên khởi. Mà duyên khởi bây giờ người ta hiểu lầm, duyên khởi là nhân quả, không phải là nhân quả. Nhưng khởi là cái nhân này giúp cái duyên kia, rồi nhân cái hột giống, rồi có cái quả là do nhiều cái nhân duyên quả báo. Tôi trồng cái hột xoài xuống thì phải có người trồng, có đất, có phân, có không khí cái này kia thì mới lên cái quả. Đó là nhân quả. Thật ra không đúng lắm. Cái chỗ đó là cái chỗ chết. Đức Phật bác luôn những điều không đúng lắm. Thành đó quý vị coi lại trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo vấn đáp với Mi Lan Đà, trả lời rất hay. Cái đó là nguyên thủy, nó lấy cái đó làm cái nền tảng của người tu phải học thuộc lòng hết trong đó. Nhưng mà nó có nhiều chỗ không đúng, không phải là không đúng, nhưng mà nó không được khích khao, không được tròn vẹn, nghĩa là nó có nhiều cái lỗ hổng. Nếu giờ nghiệp cảm diệt khởi thì rất đúng, nhưng mà nói đạo Phật thì chưa được toàn vẹn, còn sai nhiều lầm nhiều cái lắm. Nghiệp cảm diệt khởi là nhân quả, nhân quả chu kỳ, nhân quả khác thời, có nhân phải có duyên, có thời gian không gian mới đưa tới cái quả được. Mà tất cả cái này đều phát hiện từ nhân quả sát na, mà bên đó không biết.
không biết. Thành ra mới chất vấn nhau chỗ cái chỗ mà vua Mi Lan Đà mới hỏi Na Tiên. Bạch Đại Đức, một người chết ở trần gian này, một người chết mà sanh về cõi trời sắc giới, cõi trời dục giới, với một người chết sanh lại cõi trời sắc giới, hai người cùng chết, lượt ai đến đi, ai về trước? Thì Mi Lan Đà nói là về một lượt. Thì vua nói gì, Đại Đức cho thí dụ đi. Thì Mi Lan Đà Na Tiên thì hay vô cùng. Ông nói giờ bệ hạ nghĩ tới chỗ bệ hạ, quê quán của bệ hạ đi. Hồi lúc mẹ bệ hạ sanh, bệ hạ nó cách đây tới mấy trăm cây số. Nói giờ bệ hạ nghĩ tới được không? Nói được. Rồi bây giờ bệ hạ ở đây với cái kinh đô của bệ hạ cách bao nhiêu cây số, nó mới có mấy cây hả? Bệ hạ nghĩ được không? Nói được. Thì bệ hạ nghĩ đi. Được cái nào hiện ra trước bệ hạ? Thì vua Mỹ nói là hai cái một lượt. Mình thấy rất đúng. Bây giờ Đại Đức cho thêm cái thí dụ nữa. Thì bây giờ có con chim đại bàng, nó đậu ở trên cây ngô đồng, tức là cây cao mấy trăm thước. Con chim đại bàng là con chim bự vô cùng, xe cánh là nó che bít thêm một khoảng trời. Bây giờ con chim sẻ nó đậu trên một cái cây bông, hai con đều đậu một lượt hết, một con trên cái nhánh bông, một con trên cây kim đại bàng. Thì cái bóng con nào xuống dưới đất trước? Thì vô Mỹ Lan Đà nó hai cái xuống một lượt. Rất hay. Nhưng mà sai. Chúng ta mới thấy là nó có. Nó có. Thì cũng như tôi nói là âm thanh đến với cái lỗ, đến với cái tiếng, hay là tiếng đến với âm thanh, cái nào trước? Rồi ba bốn thí dụ lần ạ. Rồi bây giờ Đại Đức thấy là chết rồi, còn cái linh hồn không? Còn cái gì, cái kho chứa linh hồn để cung cấp cho nghiệp lực không? Thì Mi Lan Đà, vua Na Tiên nó không có, chết là đầu thai liền lập tức. Thành ra bên Nam Tông là không bao giờ trái tăng nha. Không bao giờ trái tăng. Không có linh hồn, chết là đầu thai. Vị Đại Đức cho thí dụ. Vì ông cho thí dụ rất hay. Ví dụ có cái cây xoài, bây giờ ăn trái còn cái hột, rồi bệ hạ đem cái hột này trồng xuống. Tiết mộ không? Vậy là của tôi hết nữa rồi. Tôi tính giảng, không có giảng, giờ tới cái gì trả bài rồi đó. Thì bệ hạ đem cái hột xoài này trồng xuống, nó lên cây xoài được không? Thì nhà vua nó dĩ nhiên nó phải lên cây xoài rồi. Vậy thì có cái gì, cái linh hồn gì của cái hột xoài này truyền qua cái xoài này không? Nó nói làm gì có linh hồn mà trong cái hột xoài này truyền qua cái xoài, không có. Thì chúng ta thấy là không có linh hồn. Đâu có cái gì mà chết mà có cái linh hồn này, cái hột xoài có linh hồn này truyền qua cái xoài đâu, không có. Vì Đại Đức cho thêm cái thí dụ, bốn thí dụ á. Rất là khích khao, rất là tài tình. Thì bây giờ bệ hạ ra ngoài biển mà thấy cái biển động, cái sóng nó lên cao nhỉ? Rồi nó xuống nó chấm dứt. Thì khi chấm dứt, cái sức mạnh của lượng sóng đưa lên lượng sóng thứ hai, có cái gì ở lượng sóng thứ nhất, cái linh hồn mà truyền qua cái lượng sóng thứ hai không? Thì nhà vua Mi Lan Đà nó không có. Thì con người chết cũng vậy đó. Khi xác thân này chết cũng giống như hột xoài, thì có cái xác thân khác. Khi cái lượng sống, cái xác thân, lượng sống xác thân này chết, thì đến cái lượng sống xác thân thứ hai, có cái linh hồn gì mà truyền qua bên đó đâu. Thì đố gì thấy cái chỗ sơ sót, cái chỗ, cái khe hở của cái Mi Lan Đà. Dịch ra 18 thứ tiếng. Cái bài kinh rất là hay. Có cái dịch ra bằng tiếng Pali, rồi cái dịch bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Trung Hoa, mà hai bản khác. Một bản của Pali, tức là Nam Tông, Tiểu Thừa đấy, từ Nam Tông. Một cái của Sanskrit, tức là của Đại Thừa. Thì dịch ra tiếng Tàu, hai bản có một vài chỗ khác nhau. Nhưng đều là có nhiều khe hở trong đó.
Hồi đó tôi nghe tán thán cái kinh đó, tôi mới kiếm coi. Thì một cái của đoàn Trung Cò, dịch là từ tiếng Trung Trung Quốc, là của bang Sanskrit, tức là bên Đại Thừa. Một bản đó là của ông gì đó, giáo sư ấy, mà cũng không hay. Hay nhất là của Giới Nghiêm. Giới Nghiêm thuộc là Nam Tông. Ông hồi xưa đó là bên Bắc Tông, ông tu á, mặc quần áo bên chùa. Nhưng mà sau khi ông đi xuất ngoại rồi đó, ông qua Miến Điện, Tích Lan, thì ông lại theo Tích Lan. Ông học Di Diệu Pháp. Ông thấy cái quyển Na Tiên Tỳ Kheo hay quá trời. Ông dịch toàn quyển đó mà dịch rất là sát, rất là hay. Tôi có một bộ thì tôi coi, tôi đi Đà Lạt tôi coi, thì tôi thấy quả hay thiệt. Nhưng mà nếu mình không nghiên cứu qua Đại Thừa, qua Pháp Giới, qua bốn Pháp Giới, thì mình thấy nó không đứng vững. Hay thì có hay, thí dụ rất là sát, nhưng là toàn là nghiệp cảm duyên khởi không. Mà theo đạo Phật nó phải có bốn cái duyên khởi, nghiệp cảm duyên khởi, còn a lại gia duyên khởi và chân như duyên khởi, rồi mới pháp giới duyên khởi. Thì chúng ta coi cái quyển nổi tiếng nhất Đức Phật và Phật Pháp của Narada, quý vị thấy in ra nó biết bao nhiêu thế giới nổi tiếng. Nhưng mà sơ sót khe hở tùm lum trong đó. Sau này quý học khá tôi sẽ đem ra đọc những cái đoạn đó, quý vị sẽ thấy cái khe hở rất nhiều. Nó không phải sai, nhưng nó quá thấp. Nói về mạt na thôi chứ không có ai lại ra. Nói về sống thôi chứ không dám đụng tới cái dòng nước. Mà nói tới dòng nước cũng còn sai đấy, còn phải nói tới nước. Nói tới nước cũng vẫn còn sai đó, phải nói tới biển. Thì tôi đã có giảng quý vị rồi, cái sống nó kêu là nghiệp cảm duyên khởi. Khi mà nó chấm dứt rồi nó mang cái lượng sống khác. Nhưng mà có cái chỗ chứa, chứa cái gì? Chính là chứa trong ai lại già. Phải có thức thứ 8. Cái này chỉ có nghiệp thôi, mà nghiệp nó không kêu là thức thứ 7 nữa. Bên Nguyên Thủy không kêu thức 7, kêu là ý chí, sức mạnh của tư tưởng. Tư tưởng là cái gì? Là sự phân biệt, dinh nhục, lợi hại, khen chê, phải quấy mà không có quyết định. Rồi nó đưa cái đó qua mạt na, ý chí mới lựa, trạch, lựa, quyết định, tính toán, phải quấy rồi mới quyết định hành động. Thành ra hành động đó kêu là nghiệp, chứ nó không kêu là thức thứ 7. Bên Nam Tông không có thức thứ 7. Rồi cái nghiệp này nó mới bắt đầu đủ duyên, nó tạo một cái lượng, cái sắc sống mới, cái lượng sống mới. Không có cái gì chứa những cái chủng tử nghiệp này. Đó là Nam Tông. Nghiệp cảm duyên khởi, chúng ta sanh ra đời là do nghiệp. Chúng ta hành động là theo nghiệp. Chúng ta chết là vì hết nghiệp. Rồi chúng ta đầu thai là do cái nghiệp đầu thai thêm sắc thân mới. Rồi sắc thân mới sẽ hành động theo nghiệp. Rồi chết thì mà đã hết nghiệp, rồi lại đầu thai sắc thân khác do nghiệp. Hay vô cùng, không có khe hở. Nhưng mà sai, nó không có chính xác. Thành đã học đạo Phật, quý vị phải có con mắt trạch pháp. Mà muốn trạch pháp thì quý vị phải ngồi chết mò chết tỏ luôn. Quý vị phải ngồi thiền cho sâu. Trong cái lặng lẽ này nó sẽ giải thích hết mọi việc. Không có ai dạy quý vị được đâu. Đừng có trông mong mà ai dạy cho mình. Đức Phật chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Ngài chỉ là người chỉ đường thôi. Mình chịu hành động, chịu tiếp thu không là phải do mình. Cái lặng lẽ của mình. Ngày này qua ngày khác, cái bền bỉ, cái tinh tấn là cái nguyên nhân để đưa đến giải thoát. Tinh tấn là gì? Là bền bỉ làm hoài. Mà tinh tấn của nghiệp cảm khác, tinh tấn của ai lại gia lợi khác. Hai cái đi ngược nhau. Tinh tấn của nghiệp cảm là làm hoài, làm bỉ gồm cho đúng giờ này kia, cố cố gắng.
Có ý chí tập trung mạnh, tập trung kỹ, tập trung lâu, tập trung cho sâu thì sẽ làm hết tất cả tam giới này, thay trời đổi đất, lơ đùi sông lấp biển gì đó được hết. Nhưng mà trở về cái lặng lẽ là sống không được. Chỉ đó là đạo tiên thôi chứ không phải là đạo Phật. Cái chỗ đó là chỗ chết của người tu. Thành ra sau khi Đức Phật mà bác hết bảy cái trừng tâm của A Nan rồi thì A Nan khóc, ngài bắt đầu mới chỉ về cái chân tâm. Thì tôi nói với từng quý vị rồi, và nói về cái thấy thì thấy có vật không vật. Còn sự vật thì lúc có lúc không, còn cái thấy lúc nào cũng có. Rồi cái nghe cũng vậy, bây giờ có tiếng thì nghe không tiếng, tiếng thì không có, tiếng lúc có, mà cái nghe có tiếng cũng nghe mà không tiếng cũng nghe. Thì Đức Phật hỏi cái nào còn cái nào mất. Thì cái vật có lúc có thì có, mà không thì là không. Còn cái thấy lúc nào cũng thấy. Còn cái nghe cũng vậy, có tiếng thì nghe, không tiếng cũng nghe. Cái tiếng thì có lúc có lúc mất. Quý vị niệm Phật có tiếng niệm thì có, mà cái ngưng không niệm thì cái tiếng mất. Rồi niệm Phật mà tiếng nhiều, với cái âm thanh của gà gái, của chim hót, của người ta nói chuyện thì tiếng ồn rất nhiều, nhưng mà cái nghe đâu có ồn. Đức Phật hỏi A Nan mà đầu cũng chỉ nói trật, tôi thấy mình cũng nói trật tôi. Đức Phật hỏi có bàn tay của Như Lai không? A Nan nói có. Rồi ngài để xuống rồi nó có bàn tay Như Lai, A Nan nói không. À nó nói đúng. Ông thông minh, ngài khen đó, ngài chê đó. Rồi bây giờ ngài hỏi như A Nan thấy bàn tay Như Lai không? Thấy. Rồi ngài để xuống, ông thấy bàn tay Như Lai, nó không thấy. Ông điên đảo. Thì mình mới mà nghe vô đạo Phật mình thấy là mình cũng trả lời như A Nan trả lời sao giờ. Có bàn tay thì mình nói có, mà không bàn tay thì mình nói không. Rồi hỏi thấy bàn tay thì mình nói thấy, mà không có bàn tay nó không thấy. Thì nó thấy vậy thôi. Mà tại sao khi ngài khen cái này điên đảo, mà không ngờ ngài nói ta hỏi ông hai câu khác nhau. Câu nhất là ta hỏi cái bàn tay của ta, câu thứ hai là ta hỏi con cái tâm của ông có thấy hay không. Mà chúng ta coi chừng hai cái tâm đó. Thấy mà theo cái đạo trời đó thì cái tâm là cái hiểu biết nó phóng tới đó, cái đó lại khác nữa, nó lộn xộn. Thành ra mình phải ngồi thiền để mình phân biệt. Rồi ngày tới tới cái thứ hai là cái nghe. Ngài đánh tiếng chuông hỏi nàng có tiếng chuông, hỏi nàng nó có. Ngài không đánh hỏi có hỏi nàng nó không có tiếng chuông. Ngài nói đúng, ông thông minh. Qua cái này thì mình biết rồi. Rồi ngài đánh lại A Nan nghe không? Ngài nói nghe. Ngài không đánh hỏi A Nan ông nghe không? Nó còn không nghe. Ngài nói ông điên đảo. Ta cũng hỏi hai cái. Một cái tiếng chuông, một cái nghe của ông, cái tâm ông. Có tiếng thì có, mà khi tiếng chuông dứt thì tiếng chuông không có, đúng. Còn có tiếng thì cái tâm ông nghe, mà không tiếng cái tâm ông tiêu theo. Như vậy là sự vật mất là ông mất theo. Nếu mà ông tiếng không nghe thì ông lấy cái gì để mà nghe nữa. Ta đánh chuông ông nghe, mà ta không đánh nào không nghe, ta đánh lợi ông lấy cái gì nghe. Cái tiếng chuông mất, bây giờ cái tâm ông mất theo. Thì A Nan nhận ra. Thì lúc đó mày nói gì thì ngài nói, mình cũng biết vậy. Nó cũng nhận thôi. A Nan mới khóc quỳ xuống, nếu mà con hiểu được cái này đó thì con không bị ma đăng vào đất, tức là không bị sắc mà kéo lôi nữa. Thì chúng ta cũng vậy, cái sắc là nó khó nhất. Nhưng mà Đức Phật dùng một câu thêm nữa là nhức cái đầu mấy năm trời. A Nan ơi, nó không phải là chân tâm đâu nha. Ngài bác hết chơi cái vọng tâm, ngài đưa chân tâm rồi nhận chân tâm, ngài nó không phải chân tâm, mà nó cũng không phải vọng. Không chân không vọng thì là cái gì? Một là chân, hai là vọng. Khoa học tôi ghét cái chỗ đó, tôi ông bác sĩ bảy ông ghét tôi cái chỗ đó, mà mấy hòa thượng cũng ghét tôi chỗ đó. Chân thì chân, không phải chân thì vọng. Cái này chân không phải mà vọng cũng không phải. Mà chính đó Tổ Lăng Nghiêm nói, bởi vì ngoại nói Tổ Lăng Nghiêm là ngoại đạo,
giảng rồi không đưa cái chân tâm, đưa cái đó thì A Nan nhận là chân tâm, thì Ngài nói không phải chân. Rồi Ngài thêm một câu nữa là cũng không phải giọng nhé, nó là do đè mí mắt mà thấy. Đè mí mắt là sao mà không phải chân, không phải giọng là cái gì? Quý vị thấy đọc kinh là quý vị chết cứng rồi chỗ đó. Mà bây giờ hỏi ai? Không ai trả lời được hết. Hỏi ai bây giờ? Thì hỏi mình chứ hỏi ai bây giờ? Mình là cái thứ ngu, vô minh. Thì bây giờ hỏi ông thầy vô sư trí của mình. Quý vị thua mấy người tu chỗ đó, thua tôi ở chỗ đó thôi. Chứ quý vị cũng đâu có thua tôi chỗ đó, quý vị còn khôn hơn tôi nữa. Tôi thấy bây giờ mấy cô nói chuyện khôn lắm, mà khôn theo đời á. Còn cái đạo không biết, bên ngoài thì biết quá trời tôi phải học quý vị, nhưng mà bên trong quý vị không biết. Nhất là thời buổi này là chúng ta phải hướng ngoại rất nhiều, có biết bao nhiêu vấn đề phải giải quyết, mà vấn đề là đau khổ. Mà trở về mình thì không chịu trở về, mà muốn trở về cũng không được. Tiện nghi bây giờ nó ngút trời, đủ cái điều kiện để mà hưởng thụ. Không hưởng thụ là thứ ngu. Ví dụ quý vị ra coi vật chất ở ngoài, nhất là gần Tết này nó phải hợp phởn đủ thứ ở trong. Rồi cái tiền quý vị ra chợ là móc túi, không sạch sành xanh, không còn cái gì, thấy cái gì cũng đẹp hết. Tôi kỳ hồi đi vô mấy cái chỗ mà ông Minh Châu, ông Tâm Châu mà ông bán trà, tôi không dám vô. Vô là thấy cái nào cũng muốn mua hết. Mà đi lại có cái ông Trực Kiều, ông Theo, mà xuống mua cái gì con mua hết. Bây giờ tốn vàng thì con muốn mua cho sư nữa. Tôi nói trời ơi, tôi không dám đi đâu. Tôi cũng còn phàm mà. Nó trưng bày những cái rồi đèn đuốc nó đốt nữa. Trời ơi, nó bán đủ thứ, đã trà, nó bán mứt, rồi bán cà phê, bán đủ thứ hết. Mà mình thì bây giờ lại uống trà nữa. Thế ổng mua thứ xịn cho mình không à, như là thứ thượng hảo hạng. Tôi nói không, tôi không có vô. Ai vô vô thì tôi ở ngoài thôi. Tôi không dám vô. Mình là phàm phu mà, con mắt mà thấy sắc thì cũng còn mê thôi. Quý vị thấy là khó, mình phải lánh cảnh. Thì mình chưa đòi là phải giữ giới cho kỹ, ôm cái phao cho kỹ. Nhích một chút xíu là thành thằng trọng thôi. Một cuộc đời tu đã đến đây mà để rớt cái bịch sáu. Mà Phật tử thì nói là tôi đắc thánh quả thôi, ngon không? Tính là Phật bà thọ ký không à? Thì thấy cái hạnh tôi giữ giới này kia, thấy tu ngon lành, giảng pháp rõ ràng, vậy là ổng đắc rồi. Mà ổng càng từ chối chừng nào tức là càng đắc chừng đấy. Người đắc đâu có ai vũ mực xưng tên mà không chịu, đó chính là đắc. Tử bây giờ lên đó thì tôi cũng phải chịu thôi. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái chỗ đó là cái chỗ đau đớn nhất của người tu. Cái chỗ mà tất cả tôn giáo bạn không hiểu được, mà cả thế Phật giáo cũng không hiểu được. Nên Nam Tông nói kinh Hữu Lăng Nghiêm là đại văn xảo nhất ngoại đạo. Mà theo tôi thì trong các kinh chỉ có Hữu Lăng Nghiêm là đứng hàng nhất thôi. Thành ra Hữu Lăng Nghiêm thời buổi này phải bị tiêu diệt trước hết. Nó là một cái chướng ngại cho Nam Tông. Bác luôn cái nhân duyên, thì cái nhân duyên đó Hữu Lăng Nghiêm nói dùng cái nhân duyên không đúng. Phải dùng cái duyên khởi. Không có cái gì là sanh ra cái gì, không có cái nhân, rồi không có cái duyên để tạo ra cái quả. Không có vụ đó. Tất cả đều là duyên sinh. Mà chữ duyên sinh là cái gì? Cái danh từ nó giết chết người. Duyên sinh là không có cái gì sinh ra cái gì hết. Như vậy thì hiện tượng giới này là cái gì? Hiện tượng giới này là làm duyên tạo ra cái điều kiện cho phát khởi với nhau. Không có cái nào trước, không có cái nào sau. Đừng có nói cái nhân hột xoài mà sanh ra cây xoài, sanh ra quả xoài, không có cái vụ đó. Phải có cái nhìn. Cái chu kỳ có cái sát na nằm trong đó. Thì cái hộp, cái nhân là cùng có một lượt. Nhưng mà do sự chuyển biến mình thấy dường như nó khác.